Chiều ngày 1 tháng 11, ông Tôn Thiện Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt, trưởng ban tổ chức Festival Hoa lần thứ 9 năm 2022, đã chủ trì buổi họp nghe báo cáo tiến độ các chương trình lễ hội. Dự buổi họp có các thành viên ban chỉ đạo, các sở ngành liên quan. Tại buổi họp, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc thành lập ban tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022. Theo đó, ban tổ chức có 25 thành viên là lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, các phòng ban và mặt trận đoàn thể của thành phố Đà Lạt do ông Tôn Thiện Sang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt làm trưởng ban. Theo báo cáo của ban tổ chức, đến thời điểm này đã tổ chức thực hiện 6 chương trình hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt thành phố Đà Lạt và một số địa phương như chương trình Sôi động hè Đà Lạt 2022, Hội duyên dáng áo dài hoa, triển lãm và trưng bày giới thiệu sản phẩm nông sản tại Lâm Hà, v.v. Đối với các chương trình đang triển khai, có tổng thể 10 chương trình chính, 10 chương trình hưởng ứng và 31 chương trình hưởng ứng khác. Nhìn chung, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, đảm bảo các nội dung được giao. Các đơn vị như công an, y tế, quân đội, công ty xăng dầu cũng đã có các phương án cụ thể để đảm bảo các điều kiện an ninh trật tự, sức khỏe cho người dân và du khách trong dịp lễ hội. Đối với công ty xăng dầu cũng sẽ đảm bảo nguồn cung không để xảy ra thiếu xăng trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9. Riêng ngành y tế đề xuất kiến nghị với ban chỉ đạo cần cung cấp cho các đơn vị thông tin về thời gian, địa điểm diễn ra khai mạc, bế mạc, các nhà hàng, khách sạn, đại biểu nghỉ, vân vân để ngành y tế triển khai công tác phục vụ thuận tiện chu đáo. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đề xuất ban chỉ đạo đề nghị các đơn vị quản lý đường cao tốc cắt tỉa cây xanh, trồng hoa, tiểu cảnh trên tuyến đường để cảnh quan đẹp hơn. Ngoài ra, một số chương trình cũng đang được các đơn vị tham gia hoàn thiện kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc nếu có và chuẩn bị chu đáo cho kỳ festival được người dân và du khách mong đợi sau 2 năm dịch bệnh kéo dài.